Có người hỏi vợ ngoại tình thì có nên tiếp tục tha thứ hay không anh? Nói thật nhá, trên đời này có hai loại kiểu đàn bà ngoại tình. Cái kiểu thứ nhất là ngoại tình do người chồng không ra gì. Và cái kiểu thứ hai là do người đàn bà không ra gì. Cái kiểu ngoại tình thứ nhất hoặc là bỏ chồng, hoặc là không có lần vụng trộm thứ hai. Còn cái kiểu ngoại tình thứ hai là do lẳng lơ nên sẽ có nhiều lần khác. Và để biết được tiếp tục có tha thứ hay không ấy, thì em hãy tự hỏi mình ba câu hỏi. Thứ nhất, em có phải là thằng chồng không ra gì hay không? Thứ hai, cô ấy có đáng để lưu giữ hay không? Và cuối cùng là em có chắc chắn xóa bỏ được quá khứ để tiếp tục nhìn về phía trước hay không? Nhưng nói thật nhá, những anh em nào mà muốn hạn chế cái việc vợ đi ngoại tình ấy, thì tốt nhất là đàn ông thì cần phải có hai cái đầu tốt. Cái đầu tốt thứ nhất là làm ra tiền, và cái đầu tốt thứ hai ấy, là để cho chị em vui vẻ. Mà anh em nào chưa biết cách làm sao để cho chị em vui vẻ thì inbox Quang sẽ hướng dẫn cho cách sử dụng cao xìn xú hoặc là kẹo bùa yêu, giúp cho chị em có những cái trận mây mưa kinh điển nhớ mãi không quên ấy. Thì rất ít khi người ta đi ngoại tình anh em nhé.